Xin chào, mình là Quốc Thiên. Năm nay mình 25 tuổi và mình đến từ Đồng Nai. Hiện mình đang là ca sĩ và theo đuổi dòng nhạc pop và R&B. Sau khi đoạt giải Việt Nam Idol thì Thiên đã gặp rất là nhiều những khó khăn, rất là bỡ ngỡ tại vì chưa có một sự chuẩn bị cho cái nghề nghiệp của mình sắp tới, nên là phải mất đến hơn một năm sau thì mới ra mắt album Vol 1 của mình. Sau đó thì lại lặng đi một thời gian khoảng đến 2 năm để trau dồi thêm, và sau đó thì đã cho ra mắt những single và album tiếp theo. Thực sự đây là một cuộc thi rất là cam go. Cái quan trọng là mình không được chủ quan và không được tự tin thái quá, và mình phải có chiến thuật riêng cho bản thân mình. Và nếu là cái người may mắn chiến thắng của cuộc thi này thì Thiên sẽ dùng cái số tiền đó để góp vào trong cái quỹ mà Thiên đã tích góp bấy lâu nay để mua một căn hộ riêng cho mình. Và chúng ta hãy cùng chào đón ca sĩ Quốc Thiên. Thưa quý vị, Quốc Thiên đã rất thành công khi đạt được ngôi vị quán quân của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam 2008. Và hôm nay Quốc Thiên đến với chúng ta với ca khúc Xin Chào, Xin Chào. Ánh nắng sớm vừa lên khắp nơi reo cười, đón một ngày tươi vui, một ngày tình tươi đang tới. Tôi nghe như được trong nắng mai xanh ngời, tiếng chim đùa trong ánh sương hồng ban mai trong ngày mới. Và tôi lên đi theo những con đường đừng phải đông người người trên lối, và tôi ghé vào một quán vắng bên đường tặng cho tôi một ly cà phê chiều buổi sáng. Xin chào phố phường quen, chào những con đường đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quen buổi sớm tôi ngồi, có bao người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào phố hàng báo ấm áp tư đường, chú sẽ ôm đôi người thân quen ra đi vắng. Xin chào em sáng nay sáng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Đôi chân tôi được đi đến bao nơi rồi, đến thăm người từng quen và người chưa quen ở nơi nơi. Những ánh mắt gợi lên biết bao vui buồn, vẫn như còn trong tôi và điều chỉ nói để thiết tha. Dành cho tôi một vài giây phút nao lòng, buồn cho những cuộc đời chưa vui. Đời vẫn thế nào ai lo hết cho ai, cười lên thôi và đón ngày vui tôi sẽ tới. Xin chào phố phường quen, chào những con đường đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quen sáng nay đâu rồi, có bao người bạn bè thân mến tôi mới quen. Xin chào phố hàng báo ấm áp tư đường, chúng sẽ ôm nụ cười thân quen rồi đi vắng. Xin chào em sáng nay sáng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Vẫn là siêu sáng nay sáng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Làm tôi lên máu nha. Và tôi tin rằng sau phần thi vừa rồi bạn sẽ giành được rất nhiều tình cảm từ ban giám khảo đấy. Sau đây là thời gian bình chọn dành cho ban giám khảo. Bắt đầu. Như vậy là ban giám khảo của chúng ta đã làm việc xong. Xin mời bạn Trung Hạ. Ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người ra đi đây? Và bây giờ là kết quả của ban giám khảo. Một điểm số quá ấn tượng. Xin được chúc mừng bạn. Và bây giờ bạn là người ngồi vào chiếc ghế nóng kia. Xin mời bạn. Chúng ta thân mến,